có được không? Được. Cháu làm cô giật mình. Có còn gì trong á? Wow. Sao có người trong này? Một cô búp bê rất là đáng yêu. Đây. BB TV. Đúng rồi. Cháu ơi. Hả? Không được bắn chim đâu. Cháu đâu bắn chim đâu. Cô vừa nhìn thấy cháu bắn chim. Chim là của thiên nhiên, mình phải biết bảo vệ chứ. Dạ. Nhưng mà cháu bắn rồi. Bây giờ cô yêu cầu cháu là thả chim về với thiên nhiên. Dạ. Cháu đi vào đây với cô nào. Mang chim đi vào đây. Chú chim cháu vừa bắn nó còn sống không? Dạ, nó còn sống nè. Thế cháu thả về với thiên nhiên đi. Dạ, để cho thả nha. Bay. Đấy. Rồi xong rồi. Mình phải biết bảo vệ động vật chứ. Loài dạ. Chim mà đáng yêu thế mà cháu lại bắn nó. Dạ. Thôi vậy cháu từ đây cháu không bắn nữa. Mà cháu đi về đây nha. Ờ, cháu đi về nhá. Nhớ lần sau là không được bắn nữa đấy. Bác cô ơi. Ơi. Ở đây có cái trứng gì kìa. Đâu? Ơ nhờ có trứng to thế. Trứng to thế. Ủa đây cũng có nhiều lắm nè cô. Trứng gì đây nhờ, cô cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Hay là cô cháu mình mang về bóc đi. Ờ à, đây. Cô làm bảo vệ ở cái khu thiên nhiên này mà không biết thấy là trứng của con này đâu hả. Cô cũng chưa nhìn thấy quả trứng to như thế này bao giờ. À ở trong kia còn cái cháu kia. Đâu? Kia kia. Ý ở đây có hai trứng nè. Ờ đấy, cháu ngặt đi. Bây giờ hai cô cháu mình vào chỗ sâm kia bóc đi. Dạ. Đây, ngồi xuống đây cháu, ngồi xuống đây. Dạ. Hai cô cháu mình bóc xem là trứng gì nào. Trứng này lần đầu tiên con thấy luôn con. Con cũng chưa thấy bao giờ mà lại còn to nữa chứ. Ui, này, quả trứng còn có hình chú gấu đáng yêu chứ này. Đây là trứng con gì à, chả trứng gấu quá. Ờ, mà gấu cháu, làm gì để trứng. Cháu bóc ra xem ạ, có cái gì ở trong ạ. Được. Cháu làm cô giật mình. Có cái con gì trong á? Wow. Sao có người trong này? Một cô búp bê rất là đáng yêu. Đây. À, thêm này. Một chiếc xe. Ôi. Hai cái kẹo nữa. Này, kẹo này. Cô cháu mình mỗi người một chiếc nhé. Ờ, kẹo này kẹo gì như không? Không biết kẹo đó. Dừa. Tiêu. Làm hết hồn, tự nhiên có con người cháu. Cái này có cái gì đây? Chị ấy. Người gì? Chọn bóc hẳn ra xem nào. Người máy. Đó. À, người nhện. Đây. Cái này với cái này là hồn cạp nè. Hồn người nhện phải để đứng chứ. Có cả kiếm nữa nè. Đây có kiếm nè, có kiếm nè. Cầm xuống. Cầm vô, cầm vô. Cầm được mà. Cầm được mà. Đây. Gì vậy? Nhưng mà mình... Nó không đứng được sao? Không đứng được. Dạ. Yeah. Đúng không? À, oai vệ chưa? Đấy, cô bé này cũng đứng được đó nè. Cháu mình bóc tiếp đi. Ờ, cô bé này không đứng được, đó. Chúng nói vậy? Một cái xe cái gì ấy? Wow, hai ôi, xe tăng. Ủa? Ý, nè. Nhìn. Ý, xe tăng nè. Đấy nhờ. Ý, có kẹo nè. Kẹo này là kẹo sữa. À, một chiếc máy bay này. Máy bay. Máy bay nhá. Để vô xếp hàng vô cho nó đẹp chứ. Đây. À, thêm một chiếc ô tô. Cái đó rồi. Hai chiếc kẹo. Con cháu mình mỗi người một chiếc. Cái này không biết là cái gì đây. Yêu, à. Lại là búp bê nữa. Có búp bê nữa. Đây. Ôi được hai cái kẹo. Cô cháu mỗi người một chiếc.
Con đó. Còn cái cuối cùng á. Chiếc xe. Xe gì vậy? À, à máy bay. À, đây là trực thăng. Hạ cánh về đây. Hai chiếc kẹo. À, kẹo này, kẹo này lạ lắm nè. Bốc ăn thử đi nè. Không, cô ăn, cô để hết giờ làm việc rồi cô ăn. Thôi cô đi làm việc của cô đi. Một hồi là cô ngồi đây với bốc với con, một hồi là nó sẵn hết chiều của cô luôn. Ờ, thế là cháu ngồi đây chơi đồ chơi nhá, cô cho cháu đấy. Ờ. Đây rồi, cô mang cái này vứt vào thùng rác. Nè, cô mang cái này lấy cho cháu thì cháu không đi bắn chim nữa đâu. Cháu không mang về nhà chơi à? Không, cháu không mang về nhà rồi cháu đi bắn chim đó. Thế cô chào cháu nhá. Rồi, chào cô. Ý, thế là mình được rất là nhiều đồ chơi luôn nè. Mình được xe tăng nè, người nhện nè, búp bê nè, ui rất nhiều máy bay luôn. Thế là đem về chơi mới được. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn.